Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hạm đội Ma giúp Nga bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt Ngày 27 tháng 2, AFI tiếng Việt có bài Dầu hỏa, hạm, hạm đội Ma cánh tay đắc lực giúp Nga lách trừng phạt quốc tế. Theo đó, 10% các tàu chở dầu trên thế giới hiện nay là tàu Ma. Đó là phương tiện xuất khẩu 70% dầu hỏa của Nga bằng đường biển. Hạm đội Ma trên thế giới trong vỏn vẹn một năm đã được nhân lên gấp đôi, cho phép Moscow tiếp tục bán dầu hỏa với giá cao hơn giá trận. AFI cho biết ngày 22 tháng 2, nhân kỷ niệm tròn 2 năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Hoa Kỳ đã loan báo ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn vận tải đường biển của Nga, Sovcomflot và 14 tàu chở dầu ma mà Moscow sử dụng. Trước đó, từ tháng 12 năm 2022, Liên hiệp châu Âu, Khói G7 và Úc đã quy định mức giá trần 60 đô la một thùng dầu đây là giá tối đa mà các thành viên liên minh này có thể mua vào dầu hỏa của Nga. AFI dẫn một thông cáo của Liên minh Âu-Mỹ vào cuối năm 2023 cho rằng dưới tác động của các biện pháp trừng phạt, thu nhập của Nga từ các hoạt động xuất khẩu dầu quả và các sản phẩm chế dầu giảm 1 3 so với hồi năm 2022. Và đây là hình bài trên AFI. Tuy nhiên, AFI dẫn báo Financial Times của Anh vào tháng 10 năm 2023 trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức của Liên hiệp châu Âu cho biết, không một lô dầu xuất khẩu bằng đường biển nào của Nga bán ra với giá dưới 60 đô la một thùng. Theo các thống kê của Moscow, Nga xuất khẩu vàng đen với cái giá trung bình hơn 80 đô la. AFI tiếp tục dẫn tạp chí chuyên về vận tải đường biển của Anh, Loyalist Intelligence, báo động số lượng tàu thuộc diện hạm đội ma năm ngoái đã tăng lên gấp đôi và chiếm 10% toàn bộ tàu chở dầu đang hoạt động trên trường quốc tế. AFI cũng cho biết, theo Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế Atlantic Council, trụ sở tại Washington, hiện có khoảng 1.400 tàu ma đi khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là chở dầu của Nga hướng về châu Á, với hai mắt xích quan trọng là Trung Quốc và Ấn Độ. Và vào tháng 10 năm 2023, mỗi ngày, Nga xuất khẩu 2,3 triệu thùng dầu thô và 800.000 thùng dầu lọc bằng phương tiện này. Theo AFI, dù đen hay xám thì những chiếc tàu đó thường là những con tàu cũ kỹ, tối thiểu đã phục vụ trong 20 năm, không thông qua các khâu kiểm tra về các chuẩn mực an toàn. Thêm vào đó, các hạm đội ma không hề có bảo hiểm về an toàn hàng hải, vì vậy chúng tiềm ẩn rủi ro về nguy cơ thủy triều đen. Và đây là hình một con tàu ma. AFI nhắc lại một số vụ tai nạn làm vỡ tàu ma có nguy cơ dẫn đến nạn thủy triều đen, như vụ vỡ tàu ma gần bãi biển Tobago của Trinidad trong vùng Caribe vào đầu tháng 2 vừa qua. Vụ tàu dầu cũ kỹ Pablo chứa hơn 700.000 thùng dầu bị nổ và bốc cháy ngoài khơi Malaysia vào năm ngoái. Về chiến thuật của Nga, AFI dẫn ghi nhận của ông Christopher Wafer giám đốc công ty tư vấn Macro Advisory của Anh cho biết, các đại tập đoàn năng lượng của Nga không quản lý việc xuất khẩu dầu hỏa nữa, thay vào đó là nhiều công ty nhỏ và hoàn toàn không có tiếng tâm nhưng lại vận chuyển hàng triệu thùng dầu sang châu Á, sau đó nhanh chóng ngừng hoạt động, thậm chí mất dạng khỏi các màn hình radar của các cơ quan có chức năng kiểm soát giao thương hàng hải quốc tế. Hơn nữa, với đội ngũ tàu ma, dầu hỏa của Nga từ khi rời các bến cảng cho đến khi được giao cho khách hàng, đã 5 lần 7 lượt được chuyển từ tàu này sang một tàu khác. Đố ai tìm được dấu vết để chứng minh đấy là dầu của Nga. Theo công ty Macro Advisory Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những nguồn nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga, nhưng một phần lớn trong số đó, trước sau gì rồi cũng sẽ quay trở lại châu Âu. Mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu thùng dầu rời các bến cảng của Nga, mà trên giấy tờ là để hướng tới Trung Quốc hay Ấn Độ, nhưng thực ra chúng được hòa loãng trên thị trường dầu hỏa thế giới và để bán cho liên hiệp châu Âu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hạm đội Ma giúp Nga bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sứ quân nào dám vuốt râu hầm, khởi xướng việc ép tổng trọng nghỉ hưu sớm. Ngày 27 tháng 2, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trân với tựa đề Thế tập và các sứ quân trước đại hội 14 của đảng. Theo tác giả, Thế tập là quyền được thừa hưởng tước vị từ cha ông truyền lại. Xưa, quyền này thuộc các bậc dòng dõi đế vương. Này, dưới chế độ vua tập thể, quyền này thuộc về các cận thần, vòng trong và vòng ngoài của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận xét, tuyên bố ngày 23 tháng 2 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trước tiểu bang chuẩn bị văn kiện cho đại hội thứ 14 là một cú sốc toàn tập đối với các quần thần vì sự bấp bên khó đoán định cho tương lai chính trị Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Bởi các lý do sau đây. Thứ nhất, tác giả dẫn bình luận của giáo sư Jonathan London từ Đại học London, Hà Lan cho rằng Việt Nam đang chuyển vào giai đoạn quá khứ đang hấp hối mà tương lai vẫn chưa được sinh ra một giai đoạn có tính quyết định đã đến. Thứ hai, tác giả đánh giá rất khó đoán định được là Tổng bí thư sẽ truyền ngôi cho ai. Tình huống này khiến giới quan sát đặt câu hỏi. Quyền lực vô đối của Tổng bí thư đảng có dẫn đến nguy cơ tha hóa và thách thức tiến trình kế vị hay không? Tác giả cho rằng chế độ Việt Nam thực chất là một phiên bản của Trung Quốc có cõi nguồn, tập quyền hay thế tập với các đặc trưng. Dưới quyền lực tuyệt đối và bao trùm của người đứng đầu quan chức chế độ được cho là phải giáo dục qua tuyển chọn nghiêm ngặt nhưng lại dễ bị thao hóa nhằm duy trì cái gọi là sự ổn định bề ngoài của chế độ. Và đây là hình tổng trọng cùng các lãnh đạo cấp cao chủ trì phiên họp của tiểu bang chuẩn bị văn kiện cho đại hội thứ 14. Nhưng tác giả nhận định cái ổn định bề ngoài ấy không che đậy nổi bất định bên trong. Nếu Tổng Bí Thư áp dụng công thức 7 lên 8 xuống của Trung Quốc vào đại hội tới mà điều này có xác suất khá cao thì ủy viên bộ chính trị nào chạm 68 tuổi thì buộc phải về vườn, còn nếu 67 tuổi trở xuống thì có thể được tái nhiệm. Tác giả mỉa Mai: Như vậy, cuộc vận động đổi thẻ căn cước của đại tướng Tô Lâm có thể sẽ lại to, vì công an không chỉ móc túi được các phó thường dân mà còn mở ra nhiều cửa để thu về bạc tỷ từ các đồng chí ở trung ương và bộ chính trị bị khống chế bởi tuổi tác. Tác giả đặt câu hỏi: Tại vị lâu thứ hai trong lịch sử Đảng, chỉ thua mọi ông Lê Duẩn. Ông Trọng có còn đủ thời gian để tìm được nhân tài nhằm gây dựng lại cơ nghiệp nhà sản đang vò hồi mặt Pháp hay không. Và đây là hình các lãnh đạo cấp cao của đảng, những kẻ đang ngắm ngầm đấu đá, chuẩn bị giành ghế tại đại hội thứ 14. Tác giả đề cập đến vụ ồn ào trên mạng gần đây với tin đồn Thủ tướng Phạm Minh Chính bị tai nạn giao thông khiến ông bị gãy tay và đặt câu hỏi Liệu từ nay đến trước đại hội thứ 14 sẽ còn bao nhiêu tai nạn tương tự như vậy? Tác giả cảm thán khi Tổng bí thư làm lễ dân hương tại Hoàng Thành sau Tết Nguyên đáng, khấn vái trên vùng đất phủ lấp bao đời vua. Ông nghĩ gì về sự hưng phế của các triều đại? Và không biết ông có dự cảm gì khi ông vừa mới vắng mặt thời gian ngắn mà các thủ túc đã khởi chiến hay không? Ông không biết ai trong số ông chấm sẽ là người trung thành khi ông rời cõi tạm để đi gặp các cụ Mát, Lê, Hồ Trong khi đó Các cuộc đấu sau hậu trường chính trị Ba Đình Vẫn diễn ra ngắm ngầm nhưng quyết liệt Theo logic thông thường Vẫn theo tác giả Các sứ quân sốt ruột khi biết rằng Hoàng đế chưa băng hà Và việc truyền ngôi vẫn theo lộ trình cũ Phải chờ đến đầu tháng 1 năm 2026 Thì liệu họ có hiệp thông với nhau Để ép ông Tổng Bí Thư Nghỉ hưu sớm hay không Cuộc vuốt râu hồng này Sứ quân nào dám khởi xướng? một khi chưa biết rõ chiếu chỉ từ Thiên Triều sẽ rọi vào ai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sứ quân nào dám vuốt râu hầm khởi xướng việc ép tổng trận nghỉ hù sớm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.